nay mình sẽ tham dự một sự kiện của Kick and Say đó mọi người. Chương trình này do bên SCG tổ chức luôn mọi người ạ. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái tour thử thách do Hoàng đề ra là đi sổ hàng 10 người trong vòng 5 phút. 5 phút rồi. 5 phút rồi không? Nếu mà em làm được thì sao? Anh mời mày sang đường ăn sáng. Được, ok mọi người cùng đón chờ nhá. Được rồi. Hợp lý anh ơi. Em ơi, sổ hàng 2 cũng được không? Không phải. Anh Minh Hải sò há mà không biết gì luôn. Không thế. Không thế. Không là phải người nào đang ta di chuyển ra không được. Đúng rồi. Dễ quá. Nghe thì dễ quá. Mới là một người thôi. Rồi ok, hai người nhá. Đi chỉnh xóa gương kia không được. Bây giờ chung một sổ hàng hương à? Đây, sổ hàng chị đi. Thi đấu xong rồi cướp bóng đi. Sắp hết giờ rồi. Chưa được. Nhục. Vâng, như vậy là chung đầu với cả voi. Đây. Solo luôn. Cướp đi em. Xông vào tranh luôn. Vâng, như vậy là phóng viên Sơn đã bị xỏ háng. Sơn. Nhục không? Thua à? Đi đấu ra. Thế nào? 3 người rồi đúng không? Đây là những gì này. Tưởng dễ ăn rồi. Leo leo. Còn 2 phút chung ơi, còn 2 phút thôi. Thì chúng tục à. Không tính. Không, không tính. Thế này là còn hơn 1 phút rồi. Còn đấy cũng tính. Thỏa được những người đang chạy kia à? Thế thế rồi. Thôi các bạn nhìn ngay. Đây có một chị phóng viên nữa đây. Solo luôn. Bạn phóng viên nữ chúng ta không? Bạn phóng viên chúng ta đang. Ô! Chân dài. Ôi. Như vậy là cảm giác xa sao khi đi dò háng ở hương? Mà hôm đứng ở sân là chuyên đi quay mọi người đúng không? Còn một người nữa chung ơi. Còn một người nữa. Còn một người nữa đúng không? 6 hóa sao vậy? Không quay. Thế này hạ nó gì đấy đi. Sao xóa một người đây là 2 lần. Đây xóa chị áo hồng như là xong. Rồi như là đi chung đang đấu cả các chị gái. Các chị phóng viên ở trên sân. Như vậy Hương là 3 lần bị xỉ nhục. Hạ nó chịu hồng đi. Không được rồi. Gặp phải hàng cứng rồi. Ừ, tỉnh mà.
Em đuổi không sợ được chị này đấy. Em đuổi luôn. Em đuổi luôn. Em thấy anh chị ở trên bạo lực lắm. Thấy chưa? Mọi người vậy là mình còn 3 người nữa thôi là Hoàng phải 3 mình ăn sáng rồi. Nhưng mà thời gian cũng hết rồi. Như vậy là chúng nó bắt đầu bị đề phòng rồi. Chung ơi, anh đố em là phải xóa con voi này nữa cho nó đủ bộ đi. Ôi là gì Chung bị voi chưa xấu. Chung xóa con voi không? Chú voi đang quần dưới Chung. À dưới Chung còn bị lừa chú. Ôi chú voi. Voi có vẻ như là cố lên Chung. Yo. Ôm voi nào. Ôi giời, voi quá. SCG, Passion for Better.